luật của Amazon Electrical. Trong clip ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số nội dung đáng quan tâm liên quan đến cái vấn đề bảo hiểm thất nghiệp. Về vấn đề bảo hiểm thất nghiệp thì theo tôi sẽ có 6 cái vấn đề quan trọng mà chúng ta cần làm rõ để các bạn có thể hiểu rõ về bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho mình. Thứ nhất đó là mức đóng bảo hiểm thất nghiệp là bao nhiêu. Thứ hai là đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ là những ai. Thứ ba là điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp là như thế nào. Thứ tư là các cái quyền lợi để được hưởng cái trợ cấp thất nghiệp này. Và các thứ năm là những cái trường hợp mà sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thứ sáu là những cái trường hợp mà bị chấm dứt hưởng cái trợ cấp thất nghiệp. Thế thì đi vào từng vấn đề tôi sẽ làm rõ cho các bạn như cụ thể như sau. Thứ nhất là về vấn đề mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thì theo quy định hiện hành thì mức đóng bảo hiểm thất nghiệp hiện nay là 2% trích từ lương của người lao động đó, và hai trích theo lương của người lao động, và 2% này 2% nó sẽ bao gồm có doanh nghiệp chịu 1% và người lao động là 1%. Đó, mức 1% này như tôi vừa nói nó được tính trên mức lương của người lao động, và cái mức lương này nó thấp nhất tối thiểu thì bằng với cả mức lương tối thiểu vùng và tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng, thì các bạn lưu ý. Giải quyết vấn đề thứ hai đó là các đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là những ai. Thì đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là những người lao động theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, nó áp dụng cho cả trường hợp là hợp đồng lao động có thời hạn và hợp đồng lao động không có thời hạn. Và với trường hợp mà người lao động cùng một lúc ký hợp đồng lao động với nhiều chủ sử dụng lao động thì chủ sử dụng lao động đầu tiên ký hợp đồng lao động sẽ là người có trách nhiệm mà nộp cái hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động với cơ quan bảo hiểm xã hội. Thì bạn lưu ý, và cái việc nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội này nó phải trong vòng tối thiểu, nó phải trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động. Thì các bạn lưu ý để đảm bảo quyền lợi của mình. Cái thứ ba là điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Điều này rất quan trọng, thì nếu không đáp ứng được một trong các điều kiện này thì các bạn sẽ không thể nào được hưởng cái trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp tôi sẽ liệt kê ra đây cho các bạn, nó sẽ có 4 cái điều kiện chính. Điều kiện thứ nhất đó chính là phải thất nghiệp, tức là phải có sự thất nghiệp, tức là ở đây sẽ xảy ra cái câu chuyện là có sự chấm dứt hợp đồng lao động. Có sự chấm dứt hợp đồng lao động tức là các bạn đã có đi làm và xảy ra cái câu chuyện chấm dứt hợp đồng lao động khiến cho các bạn thất nghiệp, khiến cho các bạn mất việc làm. Đó, tuy nhiên là cái điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động này nó sẽ loại trừ hai cái trường hợp ra, và nếu dính vào hai trường hợp đó thì đương nhiên cũng sẽ không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp thứ nhất đó chính là việc người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trái pháp luật. Và cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà việc chấm dứt hợp đồng lao động này là dẫn đến thời gian nghỉ hưu và thời gian hưởng lương hưu của người lao động. Thì có hai trường hợp đấy nó sẽ được loại trừ, các bạn lưu ý. Điều kiện thứ hai đó là điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Theo quy định hiện hành thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp yêu cầu là phải đủ 12 tháng trong thời gian 24 tháng đối với các cái trường hợp mà người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mà có thời hạn và không có thời hạn, và đủ 12 tháng trong vòng 36 tháng đối với các cái trường hợp mà người lao động làm việc theo các cái hợp đồng vụ việc hoặc là đồng thời vụ có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Thì các bạn lưu ý đó là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cái điều kiện thứ ba là cái điều kiện về việc đăng ký, về việc nộp hồ sơ đăng ký thất nghiệp. Tức là gì? Khi mà các bạn thất nghiệp, các bạn đã đóng đủ thời gian, thực hiện đủ cái thời gian đóng bảo hiểm theo đúng quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 12 tháng như tôi vừa trình bày ở điều kiện 1 và điều kiện 2 trên đây. Thì bước tiếp theo để điều kiện tiếp theo để khiến dẫn đến việc các bạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp đó chính là các bạn phải nộp cái hồ sơ thông báo thất nghiệp và đăng ký được hưởng cái trợ cấp thất nghiệp tới Trung tâm Việc làm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Đó, thì nó sẽ bao gồm có hai bước với cái bước nộp hồ sơ đăng ký này. Đó là thứ nhất là thông báo thất nghiệp. Thông báo thất nghiệp. Và cái bước thứ hai đó là đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp với Trung tâm Việc làm. Lát tôi sẽ nói rõ hơn vấn đề này. Vậy các bạn sẽ phải đáp ứng cái công đoạn, cái công việc đó là
nộp hồ sơ thông báo và đăng ký thất nghiệp với cả trung tâm việc làm của Sở Lao động Thương binh Xã hội, vì nếu các bạn không thông báo thì sẽ không ai biết và nhiều cũng không đủ cơ sở để cho cơ quan bảo hiểm mà có thể trích trả bảo hiểm thất nghiệp cho các bạn hưởng trợ cấp. Điều kiện thứ tư đó là trong vòng 15 ngày sau khi đã đăng ký, tức là sau khi đã thực hiện bước nộp hồ sơ thông báo thất nghiệp và đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thì trong vòng 15 ngày này các bạn vẫn chưa xin được việc làm, tức là vẫn còn thất nghiệp. Đó, thì các bạn sẽ, nếu đáp ứng được đầy đủ cả bốn yếu tố này đồng thời thì các bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp, và nếu không đáp ứng được một trong các yếu tố này thì các bạn cũng sẽ đương nhiên không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa. Thì các bạn lưu ý đó là về điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Và vấn đề thứ tư, vấn đề mà tôi tin rằng là ai cũng sẽ quan tâm, đó là cái vấn đề về quyền lợi khi mà hưởng cái trợ cấp thất nghiệp này. Thì quyền lợi hưởng trợ cấp thất nghiệp này tôi cũng sẽ phân ra một số cái nội dung cơ bản để các bạn dễ nắm rõ. Thứ nhất đó là cái mức được hưởng. Cái thứ hai đó là thời gian được hưởng là bao nhiêu lâu. Cái thứ ba là thời điểm được hưởng là tính từ khi nào. Và cái thứ tư là các quyền lợi khác có gì nữa không, là các quyền lợi khác. Thế và cụ thể đối với mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì theo quy định hiện hành các bạn sẽ được hưởng là 60% tính trên mức lương, mức đóng bảo hiểm bình quân của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Và cái mức hưởng này 60% này nó sẽ không vượt quá 5 lần đối với cả mức lương cơ sở vùng, đối với cả mức lương cơ sở áp dụng đối với những người lao động mà được hưởng lương theo cái cơ chế lương do cơ quan nhà nước quy định, và không vượt quá 5 lần đối với mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với những người lao động mà được hưởng lương theo cái quy chế lương do doanh nghiệp quy định. Thì các bạn lưu ý đây là về mức hưởng. Về thời gian hưởng bảo hiểm mà trợ cấp thất nghiệp thì thời gian hưởng khi mà nó sẽ được tính dựa trên cơ sở là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, tức là tính trên số tháng mà các bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp. Nên đối với những cái trường hợp mà đóng đủ 12 tháng đến 3 đến đủ 36 tháng thì các bạn sẽ được hưởng mức là 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, và cứ tăng lên cái việc cứ đóng đủ thêm 12 tháng tiếp theo thì các bạn sẽ được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo, và tổng cái số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp này nó không được quá 12 tháng, thì các bạn lưu ý nhé. Đó. Về thời điểm được hưởng trợ cấp thất nghiệp này nó sẽ được tính từ bắt đầu cái thời điểm các bạn bắt đầu được hưởng trợ cấp thất nghiệp là tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày các bạn nộp hồ sơ thông báo thất nghiệp và đăng ký thất nghiệp tới với là trung tâm việc làm của Sở Lao động Thương binh Xã hội. Đó. Và các quyền lợi khác thì cũng sẽ có tương đối nhiều cái quyền lợi cho các bạn. Thứ nhất đó là các bạn được hỗ trợ với việc tham gia đào tạo nghề, đối với những cái khóa đào tạo nghề dưới 6 tháng các bạn được giới thiệu, được tư vấn và giới thiệu việc làm miễn phí, và các bạn được hưởng cái bảo hiểm chế độ bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp này. Thì đó là những cái quyền lợi khác mà các bạn được hưởng. Giải quyết xong vấn đề quyền lợi. Vậy thì những trường hợp mà các bạn sẽ có thể bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì? Thì các bạn sẽ có hai cái trường hợp mà có thể bị dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, các bạn lưu ý để tránh nó đó. Thứ nhất đó là cái trường hợp mà bị tạm giam. Và cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà các bạn không thực hiện thông báo về tình trạng tìm việc làm trong suốt cái thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp kể từ ngày mà bắt đầu được cơ quan bảo hiểm tính, tức là ngày thứ 16 kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, thì các bạn sẽ bắt đầu được hưởng trợ cấp thất nghiệp, và trong suốt cái thời gian đó thì hàng tháng các bạn sẽ phải thông báo cái tình trạng tìm kiếm việc làm với trung tâm việc làm của Sở Lao động Thương binh Xã hội, và nếu các bạn không thực hiện cái việc này thì các bạn sẽ bị tạm dừng trợ cấp thất nghiệp. Đó. Đối với cái yếu tố cuối cùng mà các bạn cần quan tâm đó chính là cái việc chấm dứt trợ cấp thất nghiệp, thì chấm dứt trợ cấp thất nghiệp này nó có một số cái trường hợp mà các bạn có thể nếu rơi vào những trường hợp đó thì sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp thứ nhất đó là hết thời hạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì điều này là đương nhiên. Trường hợp thứ hai đó là cái trường hợp mà các bạn đã có việc làm mới, thì cái mức hưởng trợ cấp thất nghiệp các bạn sẽ được trả một lần luôn cho những tháng còn lại mà mình chưa được nhận. Cái trường hợp thứ ba là trường hợp mà các bạn tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ an ninh, thì các bạn cũng sẽ được hưởng một lần, được chi trả một lần cái trợ cấp thất nghiệp này cho những tháng còn lại mà các bạn chưa được hưởng. Cái trường hợp thứ tư là cái trường hợp mà các bạn đến cái thời gian hưởng lương hưu thì cũng sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa. Trường hợp thứ năm là cái trường hợp mà sau hai lần các bạn được trung tâm giới thiệu việc làm nhưng các bạn từ chối hai lần từ chối cái việc làm được giới thiệu đó mà không có cái lý do chính đáng,
thì các bạn cũng sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp thứ sáu là cái trường hợp mà các bạn không thông báo về tình trạng tìm kiếm việc làm trong 3 tháng liên tiếp. Đó, trong cái thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì 3 tháng liên tiếp nếu các bạn không thông báo cái tình trạng mà việc làm thì các bạn cũng sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đấy, trường hợp thứ bảy là cái trường hợp các bạn đi ra nước ngoài cư trú định cư. Trường hợp thứ tám là cái trường hợp mà các bạn bị áp dụng xử lý hành chính đối với ở các cái trường giáo dục, các cơ sở giáo dục chữa bệnh hoặc là chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo. Và trường hợp cuối cùng là người hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chết. Đó, thì đó là những cái trường hợp mà các bạn sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thế tôi sẽ vắn tắt lại cho các bạn ở trên một cái sơ đồ như thế này để các bạn nắm rõ được quy trình này. Tôi lấy ví dụ đường thẳng này, nó mô tả cái quá trình làm việc của các bạn, nó mô tả quá trình làm việc của các bạn. Và tại đây là cái thời điểm mà các bạn chấm dứt hợp đồng lao động. Tức là cũng từ đây mà các bạn thất nghiệp rồi, là thời điểm thất nghiệp ở đây. Thế thì theo quy định thì trong vòng 3 tháng, tối đa 3 tháng. Tối đa 3 tháng thì các bạn sẽ phải thực hiện cái việc là nộp hồ sơ thông báo thất nghiệp tới Trung tâm Dịch vụ Việc làm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Trong 3 tháng này các bạn bắt buộc phải nộp hồ sơ thông báo, vì nếu để ngoài 3 tháng này các bạn không nộp thì các bạn sẽ không còn hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa, thì các bạn lưu ý để đảm bảo quyền lợi của mình. Đó. Thế thì tính từ cái thời điểm mà nộp thông báo thất nghiệp nó sẽ nằm ở trong cái phạm vi 3 tháng này, thì có thể là tại đây hoặc là ngày cuối cùng của thời gian 3 tháng này cũng được. Thì nếu tôi lấy giả sử rằng tại ngày cuối cùng này các bạn nộp hồ sơ thông báo thất nghiệp, đây là cái thời điểm nộp hồ sơ thông báo thất nghiệp, thì trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo thất nghiệp này, các bạn sẽ phải đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp với Trung tâm Việc làm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thì các bạn phải thực hiện việc đăng ký này. Đương nhiên quá 15 ngày này thì các bạn cũng sẽ không còn được hưởng nữa. Đó. Và nếu đáp ứng được tiếp theo cái điều kiện là trong vòng 15 ngày này các bạn cũng không thể xin được việc làm, chưa thể xin được việc làm, thì đến từ ngày thứ 16 là ngày đấy, ngày thứ 16 các bạn bắt đầu được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định của chế độ. Đó, thì các bạn lưu ý nhé. Thì đối với thời gian mà nộp hồ sơ thông báo thất nghiệp này, nó được quy định trong vòng 3 tháng kể từ những ngày mà chấm dứt hợp đồng lao động. Thế tuy nhiên là các bạn nộp sớm hay nộp muộn thì cũng tùy theo từng trường hợp của mỗi người. Và nếu các bạn mà xác định rằng là chưa thể có được công việc ngay, thì tôi nghĩ rằng là cái việc nộp hàng sớm thì các bạn sẽ tạm được hưởng chế độ thất nghiệp sớm, còn nếu mà nộp muộn thì sẽ hưởng muộn, nghĩa là không vượt quá 3 tháng này, thì vượt quá 3 tháng các bạn không còn hưởng chế độ nữa. Đó, thì trên đây là cái nội dung tôi hướng dẫn về vấn đề hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tôi hy vọng là nó đã mang lại những cái hữu ích nhất định cho các bạn và giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn để đảm bảo được quyền lợi của mình. Nếu các bạn có bất cứ cái thắc mắc khó khăn gì, hoặc có thể chỉ đơn giản là các bạn muốn được quan tâm xem cái quy định về mức lương cơ sở hoặc mức tối lương tối thiểu vùng của năm 2016, hoặc tại một thời điểm nhất định hiện tại là nhà nước quy định là bao nhiêu tiền, các bạn cũng có thể liên hệ tới tôi để chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn miễn phí cho các bạn những cái vấn đề đó. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến clip này. Xin chào.